Lượng mưa lớn kéo dài gần một tuần qua kết hợp với áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền khiến hàng chục xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, tổng lượng mưa tính từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2017 đo được có nơi lên tới hơn 550mm. Hiện lũ trên các sông khu vực tỉnh Hà Tĩnh đang lên nhanh. Tối 9 tháng 10, do lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên đập Cố Châu thuộc địa bàn xã Gia Hanh, huyện Can Lộc đã bị vỡ một đoạn 20 mét. Nước đổ về khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân ở vùng hạ du bị ngập úng. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới cho nên nó vỡ tương đối quá. Và khi vỡ thì nó gây ngập cục bộ cho cái vùng hạ du. Tại nhà máy thủy điện Hố Hô, vào lúc 5 giờ sáng 10 tháng 10, nước đổ về hồ đạt gần 1.600 mét khối một giây. Để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, từ tối 9 tháng 10, đơn vị đã báo cáo với lãnh đạo huyện Hương Khê về phương án xả lũ. Từ sáng sớm 10 tháng 10, thủy điện đã xả với lượng nước gần 1.200 mét khối một giây. Đến khoảng 10 giờ sáng, lượng xả giảm còn 758 mét khối một giây. Sáng 10 tháng 10, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn đã tới kiểm tra tiến độ xả lũ, điều tiết nước của thủy điện. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu đơn vị này phải theo dõi sát sao từ hệ thống cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn để điều tiết phù hợp.